lại ạ. Xin chào các bạn. Lâu rồi không có gặp Berrybo đúng không? Mình cũng lâu rồi không có nói, không có lên trên YouTube này. Thì hôm qua tình cờ mình cũng lên thì thấy có vài fan đó thì cũng request mình quay chương trình gì, thì bây giờ mình mới suy nghĩ ra là Boston mình thì có 4 mùa. Thì mùa hè thì mình cũng có cái thú vui của mùa hè, mùa đông cũng có thú vui của mùa đông. Hôm nay Berrybo thì được nghỉ làm. Mình sẽ dẫn các bạn đi bắt ốc, bắt hào rồi bắt clam nha. Đi bắt clam thì rất là dễ, mình rất là đơn giản, mình không cần nhiều đồ dùng gì hết, mình không cần phải mua gì hết. Chỉ cần mấy con dao ở nhà của mình xài thôi, rồi cộng thêm bịch rác, hoặc là cái cooler, hoặc cái xô, rồi bao tay nữa để mình giữ gìn cái móng tay mình cho sạch thì mình đeo bao tay vô thôi, còn không thì mình để gì mình đi. Rồi. Nếu mà bạn nào có đôi giày nào mà mang đi nước á thì càng tốt, mình không có cần phải mang cái đôi dép của mình đi. Bây giờ bắt đầu mình đi nha. Từ đây nó quay mệt khoảng bao lâu ta? Không bao lâu kia biết không? Khoảng 45 phút. Mình chạy thẳng tới đó. Trên đường đi mình sẽ cho các bạn coi cái cầu của Boston nha. Xe giờ mình đi kẹt xe quá trời à. Buổi trưa giờ này mà các bạn nào mà đi qua Boston á, mà đi mình phải đi tranh thủ đi buổi sáng. Còn nếu không là mình đi buổi trưa là nó kẹt xe về nhiều lắm. Đây nè, mình thấy không? Thấy không? Mỹ, mấy bạn gái Mỹ ngồi xe độc đáo chưa? Ha ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại. Hôm nay là phải lấy cái dây cột nó treo lủng lẳng dưới cho mực bu lại. Cọc quá. Bắt nó về. Không, cái trắng không hang á là làm gì không? Xào 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 ớt. Rồi cái xương của nó mình chiên giòn lên đúng không? Đúng rồi. Tiết canh bảo sao huyết của nó bỏ vô rượu. Đế. Ừ đúng rồi, cái máu của nó mình là bỏ rượu đế rồi, cái tim của nó bỏ cái ruột cái cơ họng mình luôn. Trời nuốt xuống nó mát. Bây giờ là mình đi bắt ốc bắt hào đúng không? Đúng rồi. Rồi next time á là mình đi bắt cá cơm với lại đi qua cá cơm với lại cua. Cua. Ừ, em có mấy người kia sẽ chỉ mình đi. Ờ cua ghẹ đó. Mấy người kia chỉ mình đi á. Nhưng mà phải đi buổi tối, cái này order đồ nghề. Là hôm nay em chuẩn bị tại cái chỗ này á là nhìn thăm điệu không? Anh mua lại hồi năm vừa rồi, rồi hết cái khu này phải không? À. Chỉ có để cho người thân quen mới vô đây được thôi. Ủa chị này đi làm hả? Ủa có chừng này, có chừng này, có chừng. Ủa chị này làm. Rút lên thì thôi. Em nói hồi sáng em coi rồi. Trời coi rồi em cũng như rủ. Bởi vậy em nói, anh nói anh phải hơn đây không tin em. Nước lên ngập luôn. Mày à rồi, nước luôn á hả? Ừ. Nước lên rồi. Nước lên tới tối nay nó mới bắt đầu nó từ từ nó xuống lại. Tối mười, luôn hả? 10 giờ rưỡi tối nay nó bắt đầu xuống lại. Trời. Hồi sáng em coi rồi. Ui, mà cũng đâu có ác nhiều đâu, thì báo báo. Em bảo biết anh Thang mới nói là nước xuống quắc này kia mới biết á. Sáng em coi rồi. Không đạt xuống dưới nữa luôn á. Phải xuống tốt dưới luôn bắt được. Thôi. Đâu, cái này không có bắt được đâu luôn. Bắt được đâu luôn. Không, nước lớn gì mình nhìn thấy được. Làm xuống đi, em làm xuống bắt đi. Ví dụ nhìn đây là thấy không? Có qua đó đó nhìn xuống nước nó trong lắm. Đi cái từ từ bắt cầm thì muốn làm đi. Mặt đá à. Thì nè có cái sẻng này muốn nó xúc nó lên. Không không không, cái đó đâu, cái đó là clam. Clam hả? Còn cái kia nó nằm dưới đá này nè. Đi 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 đi. Chứ mà sao? Phải đội lên kia chịu bơi không? Chịu bơi với nhau không? Con. Sao ông? Tự nhiên kêu tự nhiên kêu chịu bơi không có ai cũng quay qua nhìn caramel đó. đi qua cái chỗ đó đó thấy thấy cái chỗ bờ người ta đứng bên chỗ mà. Đó chỉ ra cái chỗ đó 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 không, thấy không là đi xuống dưới là bắt nè nó đâu cạn hả ở đâu anh nó ngay cái chỗ đó đó đi đi ra lại chỗ này đi lâm ra thẳng đó à thì muốn đi đi thì sao mình cũng đã ở đây rồi đâu có đội bộ trên này đâu mà bộ học sinh lầy ở mình đi xe. Hồi trước á là em bắt mấy em đi ra chỗ đó thì mấy người đi bộ trên này nè nó xình là vô mấy cô đi không được mấy cô la còn cái đó mình đi đâm thẳng ra thì không có bị xình lời lúc bắt nước ác người ta bị đi nước ra ở giờ sao đó nó giờ này là nước nó rút xuống hết rồi chả biết nhảy cầm nổi không thêm sức ăn luôn. Không, nước này trong lắm, dễ thấy lắm. Chỉ ướt rồi tắm luôn mà. Trời luôn, có một ông đây tắm cho mấy người trên bờ quay thôi. Tắm luôn bây giờ, chỉ tắm luôn. Được cái nước nó trong. Thôi, trời nó nằm trên. Mình thấy đúng không ạ? Mình không có đào, ừ. Mà có clem á, nếu mà clem mà vô cái bụng á, thì anh lấy cái chân lên, anh lên ra cái cuối bụng á, thì là có cái bụng cục khổ, tức là 3-4 con, 2 con, 3 con. Ở đây á? Ở, nghe chưa? Trời, bắt qua ai mới? Nó bắt hết mẹ nó rồi. Hết, 3 lần rồi trời. Hết trời, nhà đó, bắt được có khúc chút xíu rồi, mà ăn chết. Nó nghèo nhà nó chứ chớ, khi bắt xong mấy người anh chơi cũng được. Đang còn người rút lửa. Đưa táo.
Ủa vậy hả? Anh ba không chịu nói trước rồi, nói trước anh báo anh ba biết trước rồi sáng coi nước hết rồi. Chứ về đâu có. Dạ vậy mà cũng đi. Em đâu biết, anh đâu nói đâu. Em cứ tưởng là ra mấy cái tảng đá, nại ra khỏi tảng đá. Em đâu có gọi là xuống đây, cần nếu mà xuống vậy là cần nước, nước cạn. Ra tảng đá này thì nước nó cũng xuống, em mới nạt được. Em không biết. No. Em tưởng là bên đất ai lên. Hôm bữa nước nó cạn xuống tới kia luôn kìa. Nhưng mà cái quan trọng tưởng là bên đất island đó là để mấy cái tảng đá ra nó nại thôi. Anh Minh Tăng, Tăng Tăng, Tăng Tăng luôn rồi. Xong phim. Hey, she my baby boo. Okay. Sorry. Sorry. Hôm nay đi mình không có coi cái mực nước, mình cứ tưởng là mọi người có kinh nghiệm là coi mực nước xong rồi cho đủ bể. Bể rồi thôi. Bây giờ mình quay một nửa là như vậy ha, mà lần sau mình sẽ quay lại rất là perfect cho các bạn coi để bù lại. Cho quý vị coi sương sương thôi. Coi sương. Đây bể kèo. Giờ có chuyện gì khác làm không? Dạ kính thưa quý vị, chương trình của chúng em đi bắt con đi ngoài tờ đã chấm dứt từ đây vì nước lên quá cao cho nên chúng em không thể bắt được con ngoài tờ, nó lặn quá sâu. Nhưng mà bù lại bắt được bạch tuộc kìa. Bù lại chúng em bắt được một con bạch tuộc. Ghê quá à. Bạch tuộc chói nhất. Chưa thấy bạch tuộc nào mà bẩn màu, màu dở quang. Nói chung là nước đã lên tới háng em rồi. Mà các anh chàng kia vẫn còn anh cố đi tìm oi tờ. Các bạn nhìn từ xa xa đây, có một anh chàng mặc áo đen ốm là ốm á. Anh đã ốm nhất trong đời em. Xuống nước anh nó sẽ tự nổi, tại vì ốm quá. Thì chỉ có cách đó kêu Phan thử. Như vậy là em với anh Phan phải học được. Đang làm cho em ở đâu vậy Trinh Kiệt? Cái gì? Cá kìa, ổng đó. Thank you.
sớm. Người đâu còn đi sớm nữa đâu. Người ta cũng sâu lắm rồi đó. Cho bây giờ đã luôn đó. Quậy nước lên luôn nè. Quậy nước lên luôn nè chị nhé. Wow. Ừ. Ngon. Oh wow, đây nữa. Cái này nó bò sao ta? Cái đào xuống, mình ngồi đây 5 phút nó đào xuống lại. Ồ vậy hả? Dạ. Nó đào đi chứ, nó đào sao được? Cái lưỡi nó xuống. Dạ. Nó đi vô. Ủa không? Thấy không? Cái này mà đâu sợ gì, sợ chút xíu sắp nặng lên. Nè, nè đánh dấu nó một con này nữa nè. Ý, cái này 2 con luôn. Đi nè. Rồi bắt mê chắc bắt quyền đêm luôn á. Rồi, đừng mỏi đâu. Con gì kìa. Nè, hai con một con luôn, hai ta hai con luôn. Ồ, đây nó nằm đây nó đóng luôn á. Đã quá. Ngồi đi luôn bác, không về luôn. Cái chìm nó với nó chìm. Ồ, hai con một chỗ luôn. Dễ lắm, 10 đồng à. Đi có mùi hồn. Dễ lưỡi hả? Dễ không? Đó.
nhiều lắm nhưng mà mình không có thời gian mình bắt. Bắt nữa ăn cũng đâu có hết. Không biết ngày mai lấy ông ăn qua, biết ăn cái gì đây, làm món gì ăn. Ruột ở trong nè. Bây giờ mình rửa, mình xắt muối, mình rửa lại cho mình lấy ra. Từ cục thùng đó. Rửa á. Nồi thùng mà không có. Nguyên thùng đó. Ok. Thôi bây giờ mình có cái video này ha. Tạm thời ngày mai cái gì khi nào mình nấu đồ ăn rồi mình sẽ đưa lên cho mấy bạn coi. Đây, có nhiêu đây thôi. Ok. Đây, đây những cái lưỡi mình cắt nè. Đấy. Cái này mình ngâm, ngâm cho nó sạch hết. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại khi khác nha.